Giữa chia tay người yêu với đụng nắp son thì sợ cái nào hơn? Giữa chia tay người yêu với lại son đụng nắp thì Lộc sợ đụng nắp son hơn. Vì người yêu mà chia tay thì 2-3 bữa sau có thể quen lại, nhưng mà son mà đụng nắp một phát là hư luôn. Cảm thấy mất mát trong lòng. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đào Bá Lộc. Lâu lắm rồi chị em mình mới gặp lại nhau có phải không nè? Và hơi dở. Và ngày hôm nay thì Đào Bá Lộc sẽ tiếp tục swatch một dòng son mới vừa lạ mà vừa quen. Dĩ nhiên là phải giá hạt rẻ để phù hợp với nhiều chị em chúng ta. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải test xem là em ấy có đáp ứng những nhu cầu của chị em mình không nhé. Có lì hay không, có mịn hay không và có khô môi hay không. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là em ấy có vượt qua bài test này hay không nhé. Ta-da! Và dòng son ngày hôm nay mà Lộc swatch sẽ là một dòng son khác đến từ thương hiệu Silky Girl có tên là Amad. Xin lỗi mọi người, hôm nay Lộc vẫn còn hơi chợ thật á. Dạo này những cái chuyện gì đang xảy ra với Lộc bất chợt quá. Và năm ngoái thì Lộc cũng đã swatch dòng son Silky Girl Matte mà collection cũ, thì là phải nói là Lộc cực thích, mà Lộc cũng biết là rất nhiều bạn bè chị em fan của Lộc thích. Nên là bây giờ thì khi mà em ấy ra mắt một cái dòng collection mới, khi mà em ấy mình làm như Silky Girl lẫn nhỏ em kéo lên nhà mình, không phải ý. Khi mà Silky Girl ra mắt, định đọc là ra mắt một dòng son, những em son mới, thì tại sao mà mình lại không thử nhỉ? Và dòng son kỳ này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 màu. Dĩ nhiên là vẫn packaging đen và dòng chữ quen thuộc Silky Girl Anna. Nhưng mà cái này có một cái đặc biệt nữa là trên mỗi thân son thì có một cái câu khẩu hiệu, một cái câu slogan. Ví dụ như ở đây là And beautiful, là xinh đẹp đó. Trời kỳ ghê, nhiều người nói vậy. And strong, mạnh mẽ. Đó, cho nên đó là mỗi cái là sẽ có một cái slogan giống như khen mình gì đó. I'm sharp, tôi rất là sắc sảo. Đó, cho nên là mà bây giờ thì chúng ta sẽ swatch các em ấy nhé. Và màu đầu tiên mà đã có sẵn ở trên môi Lộc ngày hôm nay đó là Silky Girl màu số 05 Earthy. Đó là một màu đỏ đất. Trên thân son còn có ghi là And sharp, là sắc sảo đó. Đó, Lộc cũng nghĩ là mình cũng khá là tư duy trí tuệ sắc sảo, cho nên là vẫn thử màu này đầu tiên. Nãy giờ thì rất là dễ chịu, như mọi người thấy đây là một màu đỏ đất. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh nhẹ thì nó sẽ ra một màu hồng hồng đỏ đỏ đất, tông trầm rất là đáng yêu. Rất là dễ để mà chúng ta tô lên môi hàng ngày. Và màu tiếp theo mà Đào Bá Lộc sẽ swatch ngày hôm nay đó là màu 03 Sunny, là một màu cam đào. Và trên thân son thì có ghi chữ là And strong Captain Marvel. Và màu tiếp theo mà Đào Bá Lộc sẽ swatch là màu số 11 Sassy, cam san hô, và trên thân son thì có chữ là And beautiful. Trời ơi ngại ghê đó. Cái này là tình cờ bóc chúng nha, không có cố ý đâu. Và
màu tiếp theo mà Đào Bá Lộc sẽ swatch đó là màu số 12, Lovely, là màu đỏ hồng và trên thân son vẫn có chữ and top, rất là cứng rắn. Và màu tiếp theo mà màu cuối cùng mà Đào Bá Lộc sẽ swatch ngày hôm nay đó là màu 06 Racy. Màu hồi nãy Lộc đã làm đúng rồi. Đó là màu đỏ ruby. Và trên thân son thì có ghi chữ là Dynamic, là bùng nổ. Và Đào Bá Lộc đã swatch xong lên môi màu thứ 5 là màu cuối cùng. Đó là màu 06 Crazy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua swatch trên tay cả 7 tông màu nhé. Và trải dài qua tất cả các màu thì mọi người có thể thấy là chất son thì có độ lì tương đối, dĩ nhiên là sẽ không có quá lì, không quá khô và không quá mát, nhưng mà Lộc nghĩ là cái độ mát vừa đủ và quan trọng nhất là không lộ vân môi. Và chất son rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, đáng yêu. Lộc đã bôi rồi tô nãy giờ đã 5 màu, nhưng mà bây giờ thì mọi người thấy là màu cuối cùng thì môi vẫn là khi mà làm như thế này vẫn rất là căng mướt mượt, không khô mà không khó chịu. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét nhé. So về packaging thì là nhẹ nhàng, gọn gàng, lại rất là khó chay và rất là khó dơ. Lọc cho 9 điểm. Ô, trên đó lại còn có những cái thông điệp mà giúp mình mỗi lần đọc vào sẽ cảm thấy tự tin, vui vẻ, thoải mái, yêu đời, xinh đẹp. Về tông màu thì cũng tương đối là rất là dễ dùng. Có, hiện tại thì ở đây Lọc có 7 thỏi và 7 tông màu khác nhau. Đây là về tông màu, một lần nữa thì chúng ta lại cho 9 điểm. Và mà như đầu tiên thì Lộc đã nói là so với một lần nữa là mức giá, đó là son thỏi son này của chúng ta chỉ có 138k thôi. Chưa hết đâu nha, và nhân dịp giá dùng thử thì chỉ có 99k thôi. Yeah. Cho Lộc thấy cánh tay của cả nhà nào. Cho nên là tương quan giữa packaging nè, chất son nè, tông màu nè và mức giá nè thì có thể nói là rất là tuyệt vời cho tất cả các bạn sinh viên, học sinh, tất cả mọi người, giá quá hạt rẻ luôn. Và bây giờ thì mọi người đã biết suy nghĩ của Lộc về dòng son Silky Girl and Matte mới này rồi. Hy vọng là mọi người sẽ có những gợi ý cho riêng mình. Và nếu mà mọi người tò mò muốn tìm thử một dòng son lì mới thì mọi người biết phải tìm ở đâu rồi đó. Mọi người đừng quên subscribe kênh YouTube của Đào Bá Lộc cũng như follow Facebook, Instagram. Lộc sẽ để link ở bên dưới. Chúc mọi người sẽ luôn xinh đẹp và tìm được những thỏi son ưng ý của mình nhé. Và nhớ đừng làm đụng nắp son giống Đào Bá Lộc nhé. Ok, bye bye.